theo lời tường trình của cụ Trương Văn Phụng tại công an xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, vào 14 giờ chiều hôm qua, trên đường đi bán vé số, ông cụ này có ghé một quán cơm ở xã Phú Thuận B. Sau đó, chủ quán cơm nhờ ông dò dùm tờ vé số. Ông cụ tưởng vé số trúng lô ăn ủi 6 triệu đồng của giải đặc biệt nên thỏa thuận thống nhất đổi cho chủ quán cơm 5 triệu 700 ngàn đồng. Khi ông đi bán tiếp thì gặp một người phát hiện tấm vé số không trúng. Qua kiểm tra, công an xã Phú Thuận B xác nhận sự thật đúng như vậy và người đổi số đã hoàn trả lại tiền cho ông cụ.